Mùa Hàn Xe Cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì em sẽ cập nhật mang đến anh chị và các bạn cùng tham khảo thông tin về chiếc Lexus ES250 sản xuất là năm 2021. Với mẫu xe em đang cập nhật thì là đăng ký tên công ty có xuất hóa đơn cao, xe đăng ký tên biển Hà Nội, một chủ từ đầu, full đầy đủ lịch sử bảo dưỡng tại hãng, đi rất là giữ gìn cẩn thận nên xe vẫn còn rất mới. Cam kết cho anh chị và các bạn đầy đủ các hạng mục của chiếc xe trên văn bản là không đâm đụng, không ngập nước, máy móc, hộp số còn nguyên bản, bao check test hãng gara toàn quốc theo yêu cầu. Với mẫu này thì nó sẽ được trang bị full đầy đủ tính năng option cho anh chị và các bạn, như là trang bị nội thất là màu nâu và hai ghế ngồi của chiếc xe có trang bị chỉnh điện và có nhiều ghế, cửa lóc để lổ, cốp điện và rất nhiều các tính năng khác để anh chị và các bạn có thể trải nghiệm. Với phân khúc sedan hạng sang, bền, lành, và cái mẫu này thì được đánh giá cao về cái chi phí vận hành cũng như là nuôi xe, nó sẽ ổn định và thấp hơn so với những các mẫu xe đến từ thương hiệu của Đức. Kiểu dáng đẹp mắt, ưa nhìn, động cơ cảm giác lái êm ái, mang đến cho anh chị và các bạn những cái trải nghiệm tuyệt vời. Với khối động cơ của chiếc xe này thì nó sử dụng khối động cơ máy 2.5, nên cho anh chị và các bạn với khả năng vận hành của chiếc xe nó cũng rất là tuyệt vời khi đạp ga tăng tốc hay là cần vượt xe. Đây là những phần đường nét ở phía sau của chiếc xe với những chi tiết ống xả được giấu bên dưới. Và những tính năng an toàn thì nó mang lại cho người dùng như là cảm biến cam đùi, đèn cảnh báo. Bộ vành của chiếc xe được trang bị vành hợp kim đa lan với tạo hình rất là ưa nhìn. Đấy, sơn xi ngoại thất của chiếc xe nó vẫn giữ được độ đẹp. Tuy vậy thì cũng có sơn tỉa lại một vài điểm nhỏ ở phần thân xe. Mép lối, mép cản của chiếc xe thì nó vẫn còn rất là khít anh chị nhé, cho ta thấy là xe rất là giữ gìn. Và đây là những cái đường nét về phần ghế ngồi cũng như là các phần cánh cửa của chiếc xe, các chi tiết bọc da ốp gỗ. Ghế ngồi có các dây đai an toàn, rồi là hệ thống tựa đầu mềm. Trần xe thì được trang bị cửa sổ trời. Với phần khoang lái của chiếc xe thì em sẽ quay từ bên phụ cho anh chị và các bạn cùng tham khảo. Đây những phần ghế ngồi bên phụ của chiếc xe này, cánh cửa và những cái chi tiết khu vực tapi tablo của chiếc xe để các bác có thể đánh giá rõ hơn. Với khu vực khoang lái của chiếc xe thì nó sẽ có ghế ngồi bên lái, bên phụ của chiếc xe đều có chức năng làm mát ghế và sấy ghế đầy đủ cho anh chị và các bạn rồi. Anh chị và các bạn mua về mình sẽ không phải trang bị thêm mà chỉ việc sử dụng thôi, vì bác chủ bác nghĩ nâng cấp đầy đủ những cái tính năng cơ bản rồi. Đây là những cái chi tiết hiện trạng về phần ghế ngồi của chiếc xe thì em cũng quay để anh chị và các bạn có thể cùng tham khảo qua. Các phần cánh cửa của chiếc xe thì mép lối, mép cản này, cái độ đồng đều của nước sơn cũng như các chi tiết của chiếc xe nó rất là liền mạch anh chị nhé. Không hề có sự lệch lạc gì cả. Ở phần đầu xe thì nổi bật với những chi tiết bóng bi và một cái phần giải LED định vị hình móc câu. Hay là những cái tính năng an toàn thì nó có rửa đèn pha, cảm biến phía trước, rồi là dưới sau cái logo này thì nó sẽ có một cái radar, chức năng như là phanh khoảng cách, duy trì làn đường. Đấy, cảnh báo va chạm, chiếc xe nó được trang bị rất là nhiều các tính năng để anh chị và các bạn trải nghiệm. Với phần cánh cửa, cánh lái của chiếc xe thì em cũng sẽ đi vào chi tiết để anh chị và các bạn có thể nhìn rõ hơn. Sau khi xem qua clip mà anh chị và các bạn cần em hỗ trợ xem rõ chi tiết thì mình có thể là liên hệ với em hoặc là qua Auto Vượng Phương, địa chỉ đơn vị là số 2 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình, Hà Nội, để mình có thể trải nghiệm thực tế về chiếc S250 sản xuất năm 2021 là anh chị nhé. Đây là những cái phần không gian ghế ngồi ở khoang lái của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể nhìn qua cùng em. Với những các phím bấm chức năng như là lên xuống kính, chỉnh gương và nhớ ghế lái 3 vị trí. Vô lăng của chiếc xe với dạng vô lăng 3 chấu tích hợp có đàm thoại này, có tăng chỉnh âm lượng, lấy chuyển bài, phanh khoảng cách, duy trì làn đường, giới hạn tốc độ và có lấy chuyển số thể thao phía sau. Xe có các chế độ lái normal, sport, rồi là eco đầy đủ cho anh chị và các bạn có thể trải nghiệm, với vô lăng có tích hợp cả chức năng chỉnh điện nữa. Rất nhiều tiện nghi, tính năng để anh chị và các bạn có thể trải nghiệm đầy đủ hết. Anh chị và các bạn hãy qua showroom ạ. Với mức giá bán của chiếc Lexus ES250 sản xuất năm 2021 đang chào bán anh chị và các bạn là 2 tỷ
235 triệu, giá vẫn còn giảm và thương lượng có hỗ trợ sang tên anh chị nhé.